Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về xung đột ở tại Ukraine ngày hôm nay, chúng ta cũng đã được nghe đó là ngài Medvedev có lời tuyên bố về chiến dịch quân sự đặc biệt là thay đổi chế độ của Kiev do phương Tây hậu thuẫn, tức là tiêu diệt toàn bộ cái chủ nghĩa phát xít ở tại Ukraine. Nếu như mục tiêu ban đầu của Mỹ của Nga đưa ra là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, đến ngày hôm nay Nga không thay đổi về mục tiêu đấy, không thay đổi mục tiêu đấy, nhưng mà nói một cách cụ thể hơn là phải loại bỏ chế độ Zelensky, chế độ do phương Tây đó là hậu thuẫn. Nói rất rõ như vậy. Kết hợp với lời tuyên bố của Tổng thống Putin vào ngày 4 tháng 11 về những vùng lãnh thổ của Nga ở phía Nam, bao gồm công khai tuyên bố Odessa là thành phố của Nga, công dân và cư dân ở toàn bộ khu vực Đông Nam của Ukraine là luôn theo chiều hướng là thân với Nga, cùng với chiến dịch quân sự đặc biệt ở tại Ukraine trong trạng thái hiện tại, phương Tây có thể dùng từ đang dừng viện trợ, quân đội Ukraine vào trạng thái lâm nguy vì thiếu người, đang phải tổng động viên toàn bộ nam thanh nữ tú đưa ra chiến trường mà không có đủ thời gian để huấn luyện, cùng với những gì mà Nga đang đứng vững về đạn dược, khí tài và các loại hỏa lực áp đảo quân số đối với Ukraine, chúng ta có thể kết luận bản thân phương Tây tập thể đã bật đèn xanh cho Tổng thống Putin thực hiện một chiến dịch quân sự toàn diện mở rộng để thống nhất dân tộc Nga và Ukraine. Nó sẽ là một con đường như vậy, là con đường tốt nhất cho Ukraine ngày hôm nay. Trong khi đó thì rất nhiều cư dân của Ukraine chấp nhận đánh đổi lãnh thổ để có được hòa bình. Còn đối với Liên bang Nga thì không thay đổi tất cả mọi lập trường của mình. Ukraine buộc phải là một quốc gia trung lập, loại bỏ chế độ do phương Tây dựng lên là chế độ của Zelensky, chế độ Bandera đấy. Phải phi quân sự hóa ở tại Ukraine. Và Ukraine phải chấp nhận thực tế lãnh thổ mới. Và điều hiển nhiên thì càng ngày thì cái điều kiện mà Nga đưa ra ấy, cùng tức là điều kiện của Nga vẫn giữ và có thêm những điều kiện mới, thì Ukraine và phương Tây tập thể càng khó có thể chấp nhận. Nhưng mà bản thân phương Tây tập thể có khó chấp nhận đi chăng nữa thì cũng biết rõ kết cục. Càng muộn bước bàn đàm phán thì Ukraine lại càng bị thu hẹp lãnh thổ của mình. Nếu như trong trường hợp một loạt các vùng lãnh thổ mới nữa của Ukraine được tuyên bố là lãnh thổ của Nga sau trưng cầu dân ý, có thể từ Kharkov cho đến Odessa đấy, thì phương Tây tập thể cùng Ukraine càng khó có thể chấp nhận bước bàn đàm phán, càng khó thể chấp nhận. Và càng khó chấp nhận thì phương Tây tập thể càng tạo dựng điều kiện cho Nga thống nhất dân tộc bằng cái con đường là vây lấn tấn diệt và trưng cầu dân ý từng khu vực một. Rồi đến một ngày kể cả là những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine, họ cũng không thể chấp nhận cái chính quyền hiện tại. Họ càng thấy cái bản chất mà phương Tây đang rêu rao ở tại Ukraine là một thể chế dân chủ nhân quyền, nó là một sự tuyên truyền đạo đức giả. Nó cũng giống như nói về NATO ấy. Khi nói rằng NATO là một hiệp ước phòng thủ tập thể, đó là dối trá. Về bản chất thì nó là liên minh chiến tranh, như nghị sĩ đảng cánh tả của Đức đã tuyên bố. Và bản thân nghị sĩ đảng cánh tả đã nói rằng nếu như liên minh Bắc Đại Tây Dương là liên minh phòng thủ tập thể thì tại sao lại ném bom giải thảm để giết hại hàng nghìn dân thường của năm tư? Tại sao lại thực hiện chiến tranh ở tại Afghanistan trong suốt 20 năm để khiến hàng trăm ngàn dân thường ở tại Afghanistan bị chết, rồi thực hiện các nhiệm vụ ở tại Libya, Syria, Iraq? Cho nên NATO không phải là liên minh phòng thủ tập thể mà là liên minh chiến tranh. Rồi nói rằng là NATO là một liên minh để bảo vệ nền dân chủ, thì không biết bao nhiêu nhà báo ở tại phương Tây hiện tại đang bị tuyên án tù chỉ vì nói về sự thật của NATO, sự thật tội ác chiến tranh của Hoa Kỳ.
Vậy thì từ đó suy rộng ra vào vấn đề của Ukraine ngày hôm nay. Nó đâu phải là con đường phương Tây thúc đẩy một nền dân chủ nhân quyền để bảo vệ quyền lợi cho nhân dân Ukraine đâu. Mà chỉ lợi dụng Ukraine và thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa dân tộc đoan và chủ nghĩa tân phát xít Banida để trở thành một tiền đồn chống lại Nga thôi. Chứ nó không phải là một cái cơ hội để cho Ukraine tiến tới một quốc gia dân chủ nhân quyền. Đến ngày hôm nay chính vì Ukraine đi theo lời kêu gọi của phương Tây đã tự phá hoại đất nước của mình và biến đất nước của mình trở thành một quốc gia phá sản. Với cái khoản nợ mà Ukraine đang phải gánh chịu thì hàng trăm năm nữa Ukraine cũng không thể trả nợ được phương Tây. Không thể trả nợ được hết. Và khi không trả nợ được hết thì chính quyền Ukraine sẽ bán đất đai nông nghiệp cùng các mỏ tài nguyên thiên nhiên và những ngành phát triển chính ở tại Ukraine dành cho các nhà tư bản phương Tây để gán nợ. Vậy thì chính quyền Ukraine về cái kết cuối cùng, nếu như còn tồn tại, nó sẽ trở thành một chính quyền bán nước. Và Zelensky đang thể hiện rõ mình là tội đồ của dân tộc. Vậy thì trước cái tình thế mà phương Tây tập thể không có cơ hội để giúp ích được cho Ukraine trong kịch bản chống lại Nga nữa, thì cựu đặc vụ của CIA có chia sẻ về một giải pháp của phương Tây. Bởi vì các gói viện trợ ngày hôm nay có thông qua đi chăng nữa thì ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ và Âu cũng không thể đáp ứng được nhu cầu cho Ukraine về các nhiệm vụ cần thiết sử dụng trên chiến trường. Mỹ có thể cho nổ bom hạt nhân để ngăn chặn Nga ở tại Ukraine. Đây được coi là một giải pháp cuối cùng mà Mỹ có thể đề cập tới để sử dụng. Cách duy nhất để giới lãnh đạo Mỹ che giấu thất bại ở Ukraine và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử là sử dụng bom hạt nhân loại nhỏ. Đây là ý kiến của cựu chuyên gia phân tích CIA bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn với nền báo chí. Theo vị chuyên gia này thì Ukraine cần nhận thức được rằng họ đã thua cuộc trong cuộc xung đột và 500.000 quân được huy động thêm không thể làm được điều gì mới mẻ và không thể giúp ích được gì ở trên chiến trường mà chỉ mang tới cái chết cho binh sĩ Ukraine và nhân dân Ukraine. Tuy nhiên thì cuộc bầu cử ở Mỹ đang đến gần và Nhà Trắng cần chứng minh chiến thắng của mình ở Ukraine. Do vậy thì vị sĩ quan này nói rằng là chỉ có một cách duy nhất để đạt được điều này là cho nổ bom hạt nhân loại nhỏ. Một tên ngốc nào đó ở Lầu Năm Góc hoặc là Nhà Trắng sẽ xuất hiện và nói rằng: thưa Tổng thống, cách duy nhất để cho Nga thấy rằng chúng ta có ý định nghiêm túc đó là sử dụng một loại bom hạt nhân nhỏ. Nó có thể chỉ bằng một phần mười kích thước của những gì chúng ta đã sử dụng ở tại Hiroshima. Hãy làm việc đó này. Họ sẽ dừng lại. Chúng ta sẽ cứu mình khỏi thất bại trong cuộc bầu cử. Và sau đó chúng ta sẽ giải quyết phần còn lại. Tôi e rằng đó chính xác là những gì sẽ xảy ra, vị chuyên gia này nói. Điều này cũng đã được bàn luận ở dư luận phương Tây, ở dư luận Hoa Kỳ về một kịch bản chuyển giao bom hạt nhân loại nhỏ cho Ukraine. Và đây có thể là kịch bản của Mỹ. Nhưng với gấu Nga không vì điều đó mà gấu Nga dừng lại. Chính cái bước đi đó thì bản thân Hoa Kỳ sẽ bước chân vào con đường tự sát chứ không phải con đường để giải thoát cho mình nữa. Vị sĩ quan này cho rằng là các tướng lĩnh sẽ thuyết phục được Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng bước đi như vậy sẽ không dẫn đến leo thang và khiến tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát được. Ngoài ra theo vị chuyên gia thì cùng tham gia vào quá trình này sẽ có cố vấn của Tổng thống là ông Sullivan và Ngoại trưởng Mỹ ông Lincoln, những người có mối quan tâm cá nhân đến thắng lợi trong cuộc bầu cử và không bị chính quyền mới ra lên án. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2024. Các cuộc thăm dò cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump rõ ràng là ứng cử viên được yêu thích nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Ông được cho là sẽ tranh cử với Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden. Theo cuộc thăm dò thì Trump hoàn toàn có đủ khả năng để giành chiến thắng vào năm 2024. Và để tránh cuộc đua của ông Donald Trump thì cách tốt nhất là thực hiện một đòn khiêu khích ở tại Ukraine bằng một loại bom hạt nhân cỡ nhỏ. Đó là con đường mà dự án Hoa Kỳ đang đặt ra. Và việc này thực hiện được thì bản thân châu Âu sẽ tự nhận thức được rằng Hoa Kỳ sẵn sàng hủy diệt châu Âu để bảo vệ quyền lợi bá chủ của Mỹ. Vậy là những nhà lãnh đạo của châu Âu ngày hôm nay cũng đang đưa quần chúng nhân dân của mình
đi tới án tử trước ngưỡng cửa của Đông Âu, trên đà đó là sụp đổ. Khi mà họ không có những kế hoạch và không đủ sức mạnh và đoàn kết để có thể cô lập Nga, bùa vây Nga hay là chống lại đôi Liên bang Nga, trong trạng thái sau 22 tháng trôi qua này, họ đang nằm ở cái cửa tử và Ukraine thì đang cố gắng tuyển dụng quân để duy trì hơi thở thoi thóp của mình sau khi Mỹ và Âu đã tạm thời rút ống thở. Còn Ngoại trưởng Lavrov nói rằng là Ukraine không muốn hòa bình. Điều này phải nói chuẩn hơn nữa là Ukraine không có quyền quyết định về hòa bình hay xung đột, mà người quyết định hòa bình xung đột tương lai của Ukraine là Mỹ và Anh, cũng chẳng phải là châu Âu, mà chính Mỹ và Anh. Chính quyền Ukraine hiện tại sẽ chiến đấu với người Ukraine cuối cùng vì quyền lợi ông chủ của mình bên kia Đại Tây Dương. Ngoại trưởng Lavrov cho rằng là chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky đang vận hành trong tư duy thời chiến và thiếu ý chí muốn hòa bình. Vì ông Zelensky đâu có quyền quyết định, cho nên là ngài Lavrov cũng phải thông cảm cho ông Zelensky, một chính quyền nhân tạo phải thực hiện như ngài Medvedev nói là xóa sổ chính quyền Zelensky hiện tại, chính quyền do phương Tây dựng lên. Chúng ta phải xác định rằng chính quyền ông Zelensky không có bất kỳ ý muốn hòa bình nào. Các đại diện của họ đang suy nghĩ trong khuôn khổ thời chiến và sử dụng những lời lẽ khá hung hăng. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói với hãng thông tấn TASS về việc này. Không thể có sự ngừng chiến vì phía họ này lệnh cấm đàm phán với lãnh đạo của Nga mà ông Zelensky đã đưa ra vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 vẫn có hiệu lực cho đến ngày hôm nay. Tổng thống Nga Putin nhiều lần nhấn mạnh rằng phía Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán hòa bình với Ukraine. Dù vậy, nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng là Ukraine đã công khai tuyên bố rời bỏ quá trình đàm phán vào mùa xuân năm 2022. Trước đó thì ông Lavrov cho rằng là Kiev càng trì hoãn đàm phán thì càng khó đạt được thỏa thuận. Theo Ngoại trưởng Nga thì bước đầu tiên trong tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine cần phải là việc ông Zelensky dỡ bỏ lệnh cấm đối thoại với Moscow. Và Nga đã chơi cái trò chơi gọi là trò chơi mồi nhử dền dữ ở tại tiền tuyến để phương Tây tập thể vẫn còn nhìn thấy hy vọng hỗ trợ cho Ukraine, còn bản thân Nga dựa vào hy vọng đó của phương Tây gây tiêu hao cho đối phương. Đến một ngày đẹp trời, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt mở rộng tổng tiến công và kiểm soát thêm nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn nữa, càng khiến cho tiến trình đàm phán thỏa thuận gặp nhiều khó khăn hơn và tạo đà thuận lợi và cơ hội cho Nga thống nhất dân tộc Nga và Ukraine. Đó mới là con đường mà phương Tây tập thể khó có thể định đoán trước được những tiến trình diễn ra tại Ukraine trong kế hoạch của Tổng thống Putin. Ngoại trưởng Lavrov còn cho rằng hầu hết chính phủ các nước mà Moscow cho là không thân thiện vẫn đặt ưu tiên hàng đầu là gây ra thất bại chiến lược cho Nga trên chiến trường. Đây được coi là tư duy ảo tưởng phi thực tế của Mỹ và Âu. Các nhà lãnh đạo phương Tây từng cam kết hỗ trợ Kiev tới khi nào cần thiết. Sau khi nhận được trang bị vũ khí của phương Tây, trong năm nay, lực lượng Ukraine đã mở cuộc phản công xuyên thủng tuyến phòng ngự của Nga, nhưng không đạt được bước tiến như kỳ vọng mà dẫn tới tổn thất của hàng chục ngàn binh sĩ và hơn 10.000 trang thiết bị vũ khí các loại phương Tây viện trợ. Và hàng trăm tỷ đô la phương Tây viện trợ cũng đã đổ sông đổ biển, không đạt được kỳ vọng như Hoa Kỳ đặt ra là làm suy yếu an ninh quốc phòng của Nga và nền kinh tế của Nga. Ukraine đang đối mặt với tình hình khó khăn trong bối cảnh Quốc hội Mỹ chưa thể nhất trí gói viện trợ bổ sung trị giá 61 tỷ USD cho Kiev, mà Nhà Trắng đề xuất để các đảng viên Cộng Hòa chặn gói viện trợ này nhằm yêu cầu Đảng Dân Chủ nhượng bộ về vấn đề cải cách quy định, đó là về nhập cư và các vấn đề của biên giới. Trong khi đó thì tại EU, Hungary đã phủ quyết kế hoạch viện trợ 50 tỷ euro dành cho Ukraine. Và đến ngày hôm nay thì đối với châu Âu, hết quý 1 năm 2024, Ukraine chưa thể nhận được gói viện trợ đến từ châu Âu. Còn ở tại Ukraine ngày hôm nay đang phải đưa ra một cái kịch bản là phải chậm trả lương cho chính quyền, cho nhân viên công vụ đấy, bởi vì chưa nhận được cái gói viện trợ. Tờ Politico dẫn các nguồn thạo tin ẩn danh cho biết phương Tây đã âm thầm từ bỏ mục tiêu giúp Ukraine đạt được chiến thắng toàn diện trước Nga, tức là đẩy lùi binh sĩ Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ được quốc tế đó là công nhận. Thay vào đó, quan chức Mỹ và EU và cùng với chính phía Ukraine đang bàn về việc tăng cường phòng thủ sau cuộc phản công chưa được đạt kết quả như kỳ vọng, bào mòn lực lượng của Nga để có thể củng cố vị trí đàm phán
vị trí đàm phán trong tương lai. Đó là lý luận xuyên suốt của chúng tôi này. Cách duy nhất để chiến sự cuối cùng kết thúc là thông qua đàm phán. Chúng tôi muốn Ukraine có được vị thế nhanh, mạnh mẽ hơn khi bước vào đàm phán và buộc Liên bang Nga phải thực hiện đàm phán theo chỉ thị của Zelensky, theo kế hoạch của Zelensky. Tuy nhiên thì người phát ngôn ẩn danh nhấn mạnh rằng hiện chưa có dự định về vấn đề đàm phán giữa lực lượng Ukraine, đàm phán về lực lượng Ukraine vẫn đang tấn công ở đó nhiều nơi và chưa có một ánh sáng nào tiến tới đàm phán hòa bình. Chúng tôi muốn họ có vị thế mạnh hơn để giữ vững được lãnh thổ của mình. Một số nhà phân tích tin rằng tín hiệu này thể hiện thông điệp hãy sẵn sàng tuyên bố đạt được chiến thắng một phần và tìm cách đạt được ít nhất là thỏa thuận đình chiến hoặc là ngừng bắn với một câu. Nhưng câu chuyện đình chiến và ngừng bắn sẽ không bao giờ xảy ra. Câu chuyện Ukraine ngày hôm nay chưa thể tiến tới đàm phán hòa bình là bởi phương Tây tập thể đang nhìn thấy lợi thế của Nga quá lớn khi mà xâm nhập 4 vùng lãnh thổ rộng lớn vào lãnh thổ của Nga. Và ông Lavrov chia sẻ rằng phương Tây với các biện pháp trừng phạt chỉ đạt được sự đoàn kết của nhân dân Nga mà không đạt được kế hoạch như mong muốn rằng nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ và nhân dân Nga sẽ xuống đường để thực hiện cách mạng màu. Nhưng điều đó đã không diễn ra được. Mà nó tạo ra một cái thất bại chiến lược cho Mỹ và Âu trong chính các đòn trừng phạt. Các nước phương Tây với các biện pháp trừng phạt gây áp lực lên Moscow chỉ đạt được sự đoàn kết của nhân dân Nga, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Đại sứ Blix. Các biện pháp trừng phạt đáng lẽ phải kích động người dân phải nâng cao làn sóng phản kháng, nhưng cuối cùng lại đưa đến sự đoàn kết của đất nước, sự đoàn kết của nhân dân, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh. Đây là yếu tố mà phương Tây tập thể hoàn toàn không muốn nó xảy ra, thì ngày hôm nay nó đang diễn ra ở tại Liên bang Nga. Chiến lược của phương Tây đến nay đã thất bại. Kết quả của cuộc chiến tranh lại của toàn bộ tập thể phương Tây chống lại Nga thông qua đó là bàn tay này, thân thể và tất cả các thành phần khác của xã hội Ukraine chống lại chúng ta là nước Nga đã trở lên mạnh mẽ hơn chứ không phải bị suy yếu. Chiến lược gây thất bại chiến lược của phương Tây trước Nga bất thành một cách đó là thảm hại. Và người đang thất bại chiến lược ngày hôm nay chính là Mỹ và châu Âu. Bản thân họ cũng đang hối tiếc về tháng 3 năm 2022 khi mà không chấp nhận các điều kiện đàm phán để chấm dứt xung đột. Đến ngày hôm nay Nga xâm nhập 4 vùng lãnh thổ rộng lớn. Kết quả phương Tây tập thể muốn quay đầu cũng không kịp nữa. Trong khi đó cựu sĩ quan của Mỹ chia sẻ rằng việc giải phóng Mariinka sẽ mở đầu cho sự sụp đổ tuyến phòng thủ của Ukraine. Không chỉ là mở đầu cho sụp đổ tuyến phòng thủ của Ukraine, mà mở đầu cho việc cơ động binh sĩ Liên bang Nga thực hiện cuộc chiến toàn tuyến ở tại hướng đông và đông nam của Ukraine, mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt về phía bắc và phía nam. Nó tạo ra cơ hội đó, chứ không đơn thuần là sự sụp đổ của các tuyến phòng thủ. Hệ thống phòng thủ Ukraine sẽ bắt đầu sụp đổ sau khi quân đội Nga giải phóng Mariinka, cựu sĩ quan tình báo của Mỹ ông Ritter cho biết trong cuộc phỏng vấn với đại báo chí. Mariinka có tiềm năng trở thành nơi tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ sụp đổ. Chúng tôi đã nói về điều này trước đây ít lâu. Theo nhà phân tích, đã có bước đột phá nghiêm trọng tại các tuyến phòng thủ kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực này. Sau khi rút lui khỏi thành phố, lực lượng vũ trang của Ukraine sẽ buộc phải phân tán lực lượng cho các chiến dịch tiếp theo. Tuy nhiên họ không có những nguồn lực này, ông Richter nhấn mạnh, vì mọi thứ đều nằm trong trạng thái cạn kiệt đạn dược, khí tài và nguồn nhân lực. Ukraine chưa kịp để tuyển dụng nguồn nhân lực bổ sung cho nguồn nhân lực bị mất mỗi một tháng là lên tới hơn 20.000 người. Bây giờ sẽ còn nhiều đột phá như vậy hơn nữa trên chiến trường. Gần đây quân đội Nga đã đạt được thành công đáng kể ở mặt trận Donetsk. Cụ thể, hôm thứ Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đã thông báo với Tổng thống Putin rằng lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng hoàn toàn Mariinka và tạo dựng hành lang cơ động để tiến về miền Tây của Avdiivka cùng với lại Tây Nam của Avdiivka để tiến về Zaporizhia đấy. Đây gọi là sự thất bại chiến lược và tạo ra vị thế cho Tổng thống Putin. Còn Kiev thì phàn nàn về gói viện trợ khiêm tốn đến từ Hoa Kỳ. Chuyến công du của ông Zelensky thì mang về thêm 200 triệu đô. Và đến bây giờ thì viện trợ gói cuối cùng là 250 triệu đô.
thì điều hiển nhiên là Kiev sẽ phản nàn, bởi Kiev ngày hôm nay là cần hàng chục tỷ đô la chứ không phải một vài trăm triệu đô. Gói viện trợ khiêm tốn của Hoa Kỳ dành cho Ukraine trị giá 250 triệu USD đã được chào đón ở Kiev với sự biết ơn lạnh nhạt, tờ Washington Post đưa tin. Theo phó chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Tình báo của Ukraine, gói tài trợ mới này chỉ để cầm cự thêm một thời gian nữa và sẽ không giúp gì cho Kiev thay đổi được tình hình trên chiến trường và không có lợi cho Ukraine. Cũng như ông Zelensky từng tuyên bố, Abraham vào tháng 10 mới đi tới Ukraine, nó sẽ không giúp ích được gì cả với số lượng ít như vậy. Và kết quả đến ngày hôm nay đúng như vậy. Và Abraham vẫn chưa được đưa ra chiến trường vì Hoa Kỳ rất sợ bị mất danh tiếng. Mặc dù nó đã được đưa vào trong Ukraine rồi, nhưng lại chưa được đưa ra chiến trường. Gói viện trợ nhỏ này là bằng chứng cho chúng ta thấy rằng sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine có vấn đề. Như Washington Post chỉ rõ thì các quan chức Ukraine cảnh báo rằng là nếu không có dòng vốn mới thì nước này có thể gặp khó khăn để trả một phần lương phúc lợi xã hội ngay từ tháng 1 năm 2024. Chỉ riêng hỗ trợ tài chính từ Mỹ đã chiếm khoảng 1/3 ngân sách của Ukraine, ấn phẩm này lưu ý. Vào hồi tháng 4 thì Ngoại trưởng Lincoln thông báo Mỹ chuyển gói viện trợ quân sự trị giá 250 triệu USD cuối cùng vào năm 2023 cho Ukraine. Gói này bao gồm đạn cho hệ thống phòng không NASAM và các hệ thống HIMARS và một số loại đạn pháo khác, cũng như là đạn cho súng thông thường, bộ binh. Nhưng với 250 triệu này, nó không giúp ích được gì cho chính quyền Ukraine cả. Và kết quả trả lương và phúc lợi xã hội vào tháng 1 2024, Ukraine vẫn không có tiền để chi trả. Điều này sẽ dẫn tới vấn đề nội chiến ở tại Ukraine. Một cuộc cách mạng Maidan sinh ra để lật đổ chính quyền ông Zelensky. Và cũng thể trong cuộc cách mạng Maidan đó là cơ hội để cho Ukraine thực hiện cuộc chiến toàn diện ở tiền tuyến. Và lực lượng vũ trang Ukraine lúc đó không còn được nhận viện trợ đến từ hậu phương nữa, thì con đường rơi cờ trắng đầu hàng là con đường tuyệt vời nhất dành cho binh sĩ Ukraine. Thay thế viện trợ của Mỹ cho Kiev là không thể, vị chính trị gia Đức nói. Chúng ta hiểu rằng bản thân Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ chưa thể thông qua được gói viện trợ từ tháng 9 cho đến ngày hôm nay là bởi Hoa Kỳ muốn chuyển gói viện trợ của mình, gây sức ép cho châu Âu giải quyết vấn đề của Ukraine. Còn Hoa Kỳ sẽ lo vấn đề của Đông Bắc Á và Trung Đông. Đông Bắc Á và Trung Đông. Đồng chủ tịch của Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ cảnh báo rằng, đồng chủ tịch nói với đồng chủ tịch Đảng Xanh của Đức ấy, cho biết rằng là việc mất đi sự hỗ trợ chính về quân sự và tài chính của Washington sẽ là rất nghiêm trọng đối với Ukraine, bởi vì châu Âu có cố gắng viện trợ cũng không thể thay thế được. Washington đang nỗ lực để có được sự chấp thuận của Quốc hội cho gói viện trợ tiếp theo cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thể thông qua được. Đây sẽ là một vấn đề lớn đối với châu Âu. Diễn biến này xảy ra khi mà cuộc phản công mùa hè được nhiều người mong đợi của Ukraine đã hoàn toàn thất bại. Lực lượng của Kiev hầu như không thực hiện được bất kỳ một điều gì trên chiến tuyến. Nó mới dẫn tới cái việc không thông qua gói viện trợ dành cho Ukraine. Sau lời tuyên bố đến từ hai người đồng cấp của Mỹ và Đức, chúng ta nghe xem công dân vườn địa đàng có lời bình luận như thế nào về gói viện trợ của Mỹ và Âu đang chưa được thông qua. Mỹ và Đức có thể gửi toàn bộ ngân sách quân sự của họ tới Ukraine, nhưng điều đó sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Ukraine là một sự nghiệp đã thất bại và không có số tiền nào có thể hàn gắn được cho đất nước đó. Bất kỳ thiết bị nào được gửi đến Ukraine cũng sẽ bị Nga thiêu rụi trên chiến trường và không thể thay đổi được cục diện trên chiến trường, kể cả NATO có đưa quân đội trực tiếp vào trong Ukraine cũng không thể khiến Nga bị cô lập và không thể khiến Nga thất bại chiến lược. Không ai có đủ khả năng để hỗ trợ việc cắt cỏ của Đức Quốc xã này, Ukraine này, kể cả là Mỹ với khoản viện trợ khổng lồ. Số tiền này chỉ được quyên góp để tổ chức của Joe Biden, những kẻ hiếu chiến này, chính trị gia và những người ủng hộ Đảng Dân Chủ có thể trở lên giàu có bằng chi phí của người nộp thuế trên con đường viện trợ Ukraine, là cánh cửa rửa tiền tuyệt vời nhất cho các quan chức tham nhũng của Mỹ và Âu ngày hôm nay. Còn nếu như có thể giúp ích được châu Ukraine thì chắc chắn phương Tây đã không chậm trễ các gói viện trợ.
Đức cam kết viện trợ Ukraine đến vị trí cuối cùng của Ukraine. Hãy để Đức đưa ra cho họ tất cả tiền bạc và vũ khí để họ hỗ trợ Ukraine. Và tôi tin tưởng rằng cả châu Âu có gồng mình viện trợ cũng không thể khiến Nga thất bại chiến lược được. Đây chỉ là mong muốn của Hoa Kỳ, còn thực tế thì không thể diễn ra. Buồn cười làm sao này, những kẻ khốn nạn ngu ngốc ở EU vừa học được rằng không thể tin cậy được vào Hoa Kỳ để làm bất cứ điều gì họ nói. Và những kẻ ngu ngốc đó sẽ bị mắc kẹt trong việc cố gắng tôn trọng những cam kết mà họ không bao giờ có cơ hội thực hiện. Ngay cả khi Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện, nó hứa hẹn điều mà Hoa Kỳ không bao giờ có ý định giữ nó và không bao giờ có ý định hành động để thực hiện nó. Châu Âu sẽ không bao giờ có cơ hội nhận được sự hỗ trợ đến từ Hoa Kỳ được. Tất cả cũng chỉ là giả tạo theo trò chơi kịch bản của Hoa Kỳ đặt ra để đánh lừa nhân dân Mỹ và nhân dân châu Âu. Chiến thắng của Kiev luôn là điều không thể này, bất kể ai tài trợ, chỉ có điều tất yếu là bị trì hoãn mà thôi. Mọi thứ sẽ được Nga giải quyết trên chiến trường bằng chiến dịch quân sự đặc biệt của mình. Trong khi đó, người ta nói về kế hoạch ông Zelensky là sự tưởng tượng bệnh hoạn chưa từng có về kế hoạch hòa bình của ông Zelensky. Với kế hoạch bệnh hoạn của ông Zelensky kết hợp với sự đấu đá của hai đảng Cộng hòa Dân Chủ và đấu đá giữa Mỹ và châu Âu, nó càng làm cho Ukraine rối ren hơn và mắc căn bệnh hoang tưởng lớn hơn, tuyên bố về những chiến công và kiên quyết chiến đấu với Nga tới cùng. Trong một hoàn cảnh hiện tại thì yêu cầu Ukraine đòi lại đường biên giới năm 1991 là lời kêu gọi diệt chủng, ông Lavrov lập luận. Nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow cho biết các điều kiện Ukraine để chấm dứt xung đột với Nga như được tuyên bố trong công thức hòa bình do Tổng thống Zelensky đưa ra vào năm ngoái là không thể thực hiện được và bất cứ sự hỗ trợ nào cho điều đó đều trở nên vô ích. Người Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại quan điểm tiêu cực của Nga về đề xuất này không một cuộc phỏng vấn với truyền thông quốc gia ấy. Thì ông cho biết là công thức này đang được thúc đẩy bởi những người phương Tây ủng hộ Ukraine, những người đang cố gắng bán nó cho các quốc gia trung lập trong một loạt các cuộc họp trong năm vừa qua. Nhưng đến ngày hôm nay, nó không tạo ra chỗ đứng ở trong các cuộc họp. Bộ trưởng mô tả kế hoạch của Kiev như một sự an ủi trẻ em và một sự tưởng tượng bệnh hoạn. Nó bao gồm những điều vô vẩn như các cam kết về an ninh, lương thực và năng lượng toàn cầu. Nhưng bản chất của nó là yêu cầu Nga trao bán Crimea, bàn giao Donbass. Và bạn biết là bạn biết không này, chúng tôi sẽ thiết lập một vùng xanh, một vùng vùng giao lãnh xung quanh Nga trên lãnh thổ của nước mình. Những nỗ lực của phương Tây nhằm thu hút sự ủng hộ của quốc tế cho kế hoạch của Ukraine là một sự hối hả này, ông Lavrov tuyên bố. Bộ trưởng cho biết thêm các quốc gia tham gia cuộc họp và nói chuyện với Nga về những gì đã xảy ra ở đó đã thừa nhận điều đó và cho biết họ đang cố gắng thay đổi quan điểm của Kiev. Nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng việc quay trở lại biên giới Ukraine như năm 1991 sau sự sụp đổ của Liên Xô giờ đây là không thể, bởi vì Kiev đã từ bỏ cam kết duy trì tính trung lập và tôn trọng quyền của người thiểu số Nga. Bộ trưởng lưu ý rằng là một số chính phủ Ukraine đã áp đặt các chính sách phân biệt đối xử, trong khi các quan chức hàng đầu bao gồm cả Zelensky đã sử dụng ngôn ngữ đầy thù hận đối với lại dân tộc Liên bang Nga. Và công thức hòa bình là hoang đường hoang tưởng, không bao giờ xảy ra được. Sau tuyên bố này của ngài Lavrov, chúng ta nghe xem dư luận Ukraine, dư luận Nga và dư luận vườn địa đàng nói cái gì. Có vẻ như Hoa Kỳ đã gặp phải một trở ngại lớn trên chiến trường và không biết cách khắc phục những thiệt hại đã gây ra trước đây, khi mà thời điểm trở nên khó khăn và cú va chạm không quá lớn, một kẻ thù khác hoặc là một cuộc chiến tranh khác hoặc cả hai sẽ giữ cho nền kinh tế vận hành đủ tốt để người dân không nổi dậy. Nhưng ngày đó đã qua rồi và tôi nghĩ họ biết điều đó. Những gì mà họ đang thực hiện tiếp theo sẽ là một cuộc nổi giận của quần chúng nhân dân ở châu Âu và ở tại Hoa Kỳ, vì họ đã thất bại trong kế hoạch trừng phạt Liên bang Nga và chống Nga thông qua Ukraine. Đây sẽ là cái kết cuối cùng dành cho phương Tây, cho thế giới đương cực. Nga đã rất kiềm chế này, nếu là Mỹ hay Israel thì Kiev sẽ chửi bới này,
có quyền tự vệ. Nga có thể ném bom Kiev trở lại thời kỳ đồ đá, nhưng họ không phải là những kẻ tâm thần như đó là phương Tây tập thể. Ở tại Nga ngày hôm nay vẫn đang hành động một cách kìm chế để tránh thương vong cho dân thường. Còn nếu như Nga thực hiện cuộc chiến giống như NATO thì Ukraine đã trở thành bình địa. Chúng ta Ukraine là tuyệt vời này, không chỉ có một tưởng tượng bệnh hoạn, anh ta còn bị suy giảm tâm thần nghiêm trọng. Zelensky là một trường hợp tuyệt vời mà phương Tây đã dựng lên, trở thành một con rối ở tại Kiev, hành động một cách ngu ngốc và đưa người dân mình tới bến bờ của sự sụp đổ và đưa đất nước tới một tình trạng là hoảng loạn toàn diện. Mục tiêu của Mỹ bây giờ có thể là giữ lại đủ những kẻ ngu ngốc hữu ích ở Ukraine để theo đuổi NATO sau này, sau một thỏa thuận hòa bình giả tạo nào đó. Nhưng điều này sẽ không xảy ra bởi vì an ninh của Liên bang Nga. Nga sẽ không chấp nhận tất cả những gì mà Ukraine có thể đặt ra. Điều đó là không thực tế, phi thực tế. Nhiệm vụ của Nga ngày hôm nay là thống nhất dân tộc. Tại sao dừng lại ở năm 1991? Vì chúng ta đang chơi với ngày tháng này, nên có lẽ chúng ta nên đi hết con lợn đó này và quay trở lại biên giới năm 1920. Hoặc thậm chí này, với tôi chắc chắn rằng sự ủng hộ của Ba Lan, hãy quay trở lại biên giới năm 1640. Điều đó nó hay hơn rất là nhiều. Chơi trò chơi như vậy nó mới thiết thực và mang lại lợi ích cho phương Tây. Vậy là cho đến ngày hôm nay chúng ta đã nhìn thấy một cái cảnh tượng toàn diện của một phương Tây tập thể đang sụt giảm trầm trọng trên con đường hỗ trợ cho Ukraine. Và cũng có thể dùng từ rằng Mỹ và Âu đã bật đèn xanh một cách thận trọng dành cho Tổng thống Putin thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt mở rộng để thống nhất dân tộc Nga và Ukraine. Và lực lượng vũ trang Ukraine sẽ đầu hàng vô điều kiện. Còn chính quyền Kiev sẽ ký vào những văn kiện chuyển giao quyền lực, chuyển giao nhà nước, thống nhất dân tộc về năm 1990. Không còn Ukraine trên vũ đài quốc tế nữa. Và sau đó là Nga sẽ thực hiện trưng cầu dân ý toàn diện nhân dân Ukraine về việc sáp nhập lãnh thổ. Nó sẽ là dấu chấm hết cho một NATO, dấu chấm hết cho một thế giới đó đơn cực. Con đường để phương Tây tập thể đảo chiều sự kiện ở tại Ukraine là không còn nữa. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.